Xin chào 500 anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cụm bên trái của Domino. Cụm trái Domino là cụm tắt mở đèn xi nhan bát sinh, có thể câu được luôn cả hai da nha anh em. Hai da hai dắt gì đó tiếng Anh mà. Đây là cái cụm reel anh em ha. Và mình nói luôn là bên mình không có bán đồ fake. Đó. Anh em nào mà hỏi đồ fake thì làm ơn đừng có hỏi tiệm mình nhé. Tại mình không có bán đồ nhái. Bên mình chỉ đi theo một cái hướng cái đồ chính hãng thôi. Anh em mua đồ thì yên tâm ha. Đây, cụm này là một cái cụm Domino hàng chính hãng. Đây, công tắc này thì anh em có thể làm tắt mở đèn và tắt mở trợ sáng trên này đều được hết ha. Một nút này là sẽ được hai chức năng luôn. Nút này cũng vậy, nút này để cốt pha chẳng hạn. Còn nếu mà xe anh em mà muốn tắt mở đèn thì làm nút này ha. Rồi, coi. Và ở dưới này á thì nó sẽ có một cái nút xi nhan trái phải. Thì xưa là mình sẽ quăng cái link lên Shopee. Anh em nào mà có nhu cầu á thì đặt trên Shopee giùm mình ha. Cái giá thì nó thường nó dao động nên mình sẽ không có báo giá trên YouTube. Tại vì nói thiệt anh em luôn á, cứ báo giá xong cái vài bữa giá lên giá xuống anh em chửi mình quay vậy. Đó. Với cái vấn đề thứ hai nữa thì anh em nào mà không ưa mình á thì cũng thông cảm giúp mình nhé, đừng có chửi mình. Mình làm video mình chỉ giới thiệu hướng dẫn cho anh em thôi. Mà nhiều anh em lên chửi nhiều câu mà thiệt tục không tả được luôn á. Chửi mà toàn dùng phụ khoa chửi không à. Trong khi mình đâu đụng chạm gì tới anh em đâu. Đó, anh em nào mà không ưa mình á thì cứ lóc cái YouTube, lóc Facebook mình lại đi ha. Đừng có liên quan gì tới trọng tin shop hết á. Còn anh em nào ủng hộ thì ủng hộ giúp mình ha. Mình thì trên tinh thần á là biết cái gì thì mình chia sẻ cái đó. Tại nói chung là mấy ông trên YouTube mà, mấy ông chỉ xài có mỗi cái Gmail để đăng ký YouTube mà, nếu mong thích chửi sao chửi. Chứ còn trên Facebook thì anh em lịch sự hơn, chửi nhẹ nhẹ hơn. Đây, thì cái cụm này này, mình tháo banh ra đây. Thì để mà anh em câu mà ok nhất á, thì mình tháo ra hết anh em ha. Đây, mình tháo ra để mình tách từng cái sợi dây ra. Đó, mình tách dây ra. Tại vì thường á, là dây này nó sẽ dính chùm. Chẳng như cái này là dính chùm 3 sợi đấy anh em ha. Cái này dính chùm 3 sợi dây này mình cắt để tách ra. Thì xíu nữa mình dùng cái màng co này này, mình cũng co lại những cái này cho nó khít lại anh em ha. Đó. Tách ra, tại sao phải tách ra? Tại vì cụm Domino này á, người ta xài á là cho xe dòng xăng cơ. Thì cái nguồn nó sẽ ra có một dây thôi. Đó, nên là mình tách ra cho anh em. Thì giờ mình sẽ nói từng phần cho anh em nghe ha. Rồi, thứ nhất á, cái nút này á là nút cốt pha. Đó, nút cốt pha thì nó có 3 dây. Một dây nó ăn trực tiếp vô cái cụm tắt mở đèn anh em ha. Đây, nó ăn trực tiếp vô cụm tắt mở đèn. Thì mình cũng phải tách cái cụm tắt mở đèn ra luôn. Đó, thì khi mình anh em tắt cái tắt mở đèn này ra thì nó sẽ được hai nút. Anh em giống như kiểu anh em bật một nấc á, bật một nấc lên chẳng hạn bật đèn đi. Bật nực thứ hai bật trợ sáng. Đó, thì mình sẽ ăn giam được thêm một cái chức năng trong này nữa ha. Còn cái nút này á thì mình sẽ câu để mà tắt mở thêm cái đèn đồng hồ nữa. Tại vì có cái đèn báo pha đồng hồ mà như câu cho Sachi á ức chế lắm, nên mình phải câu cái này và đấu thêm hai con relay nữa. Cái vấn đề mà đấu thêm hai con relay thì cũng hơi phức tạp, thì cái này mình sẽ hướng dẫn sau cho nha. Mình sẽ giới thiệu sơ với cụm thôi. Rồi, về cơ bản lại cụm này là chừng nó nút thôi. Bên này là bát sinh. Bát sinh cũng vậy, bát sinh cũng có hai sợi dây, một sợi dây màu trắng và một sợi dây xanh sọc trắng. Thì bát sinh này thường thì nếu anh em muốn câu ngon lành luôn á thì cũng quất hai con relay luôn, để mà bát sinh lúc tắt đèn, bát sinh lúc mở đèn cũng được. Đó. Rồi, cái này là xi nhan. Xi nhan thì anh em nhớ nó chỉ có 3 sợi dây thôi ha, dây ở giữa. Đó. Và cái dây nguồn này, dây xanh sọc đen này là nguồn này, còn hai dây này xi nhan trái xi nhan phải. Đó, cái màu dây rất là dễ, không có gì khó hết á. Rồi, coi thì có hai dây, một dây vào và một dây ra. Đó, dây này là xài điện nguồn 12V. Và anh em mà câu cho cái đèn led sau này á thì nhớ cái nguồn của thằng anh em phải lưu ý á, là nguồn 12V á và nguồn đèn led á là hai nguồn hoàn toàn khác nhau. Anh em câu ẩu một cái một á là cháy nguyên bộ đèn led ha. Nói chung là về câu cùng á mình không dám hướng dẫn nhiều. Tại vì khi mình hướng dẫn cho anh em mà câu cùm á, anh em không có kỹ thuật, anh em câu 7 cái một cháy cùm. Thì mình chỉ giới thiệu cho anh em những cái dây như vậy, anh em biết cách để mà dễ làm thôi ha.
thì để mà làm tốt thì mình rút dây ra đó, tách ra từng sợi vậy, bắt đầu mình cứ theo từng sợi mình làm thôi. Cái đầu tiên mà câu cùng mà dễ nhất á thì anh em câu xi nhan. Có phải là bây giờ trong một cái đám dây nó nhiều vô kể, anh em thấy nhiều không đó, một đám dây này mười mấy sợi thì anh em câu xi nhan xong là có phải là anh em loại được 3 sợi nữa không? Đó là cái bộ dây điện của anh em sẽ gọn được một xíu. Rồi tiếp theo anh em sẽ câu hai nút kèn. Đó, anh em câu xong hai nút kèn có phải loại được tổng cộng là 5 dây đó. Đó là xong kèn. Xong kèn rồi thì ở trong cái đám này thì chỉ còn là dây bát sinh và dây dây tách mở đèn và dây cốt pha thôi. Thì anh em tách hai dây bát sinh ra này là lại được thêm hai dây nữa. Là tổng cộng là mình chỉ còn lại 6 sợi dây để mà câu. Anh em chỉ còn lại 6 sợi dây để mà câu câu đèn thôi. Đó. Thì 6 sợi dây này khi mà anh em mà đã hiểu được nguyên tắc rồi á thì câu sẽ rất là đơn giản anh em ha. Rồi, thì toàn bộ cùng domino nó chỉ có vậy thôi. Anh em mà có nhu cầu mà làm điện hay câu điện á thì liên hệ trong tín shop anh em ha. Rồi, xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần tiếp theo.